Madam Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch tập đoàn PRG, là tay chơi thứ 3 trong vụ đấu giá Thủ Thiêm. Dù bỏ ra tới 5.026 tỷ đồng, gấp 7 lần mức khởi điểm để trúng đấu giá lô 3-9, song công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và kinh doanh thương mại Bình Minh gần như đứng ngoài những ồn ào đấu giá đất Thủ Thiêm vừa qua. Nhưng dữ liệu cho thấy, tay chơi này có nhiều mối liên hệ với tập đoàn PRG của Madam Nguyễn Thị Nga. Trong những chuyển động vừa qua, liên quan đến đấu giá 4 lô đất Thủ Thiêm, dư luận thường chỉ nhắc đến Tân Hoàng Minh Group với thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản ngôi sao Việt, bên bỏ cọc lô 3-12, trước đó trúng đấu giá 24.500 tỷ đồng, hay hai công ty có liên hệ với Vạn Thịnh Phát Group là công ty cổ phần Sinmega, lô 38.4000 tỷ đồng, và công ty cổ phần Dream Republic, lô 35.3820 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và kinh doanh thương mại Bình Minh gần như đứng ngoài những ồn ào kể trên, dù rằng doanh nghiệp này đã bỏ đến 5.026 tỷ đồng để trúng đấu giá lô đất còn lại. Lô 39 có diện tích 5.009 m2. Việc bỏ giá 5.026 tỷ đồng, gấp 6,9 lần mức khởi điểm cùng đơn giá cao không mấy kém cạnh Tân Hoàng Minh, cho thấy tham vọng lớn của thương mại Bình Minh, hay nói chính xác hơn là giới chủ đứng sau pháp nhân này. Vì lẽ đó sẽ là logic hơn với tư duy chủ sở hữu thực sự của thương mại Bình Minh là một tập đoàn có tiềm lực. Thông tin về công ty này khá hạn chế, đại diện ban quản lý đất Thủ Thiêm cho hay, đến nay vẫn chưa nhận được thông tin chính thức từ trung tâm đấu giá, nên chưa thể cung cấp thêm thông tin về công ty trúng đấu giá này. Theo Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn và đầu tư kinh doanh thương mại Bình Minh có địa chỉ ở 151, phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, do bà Thân Thị Liên, sinh năm 1992, làm giám đốc. Công ty này đăng ký thành lập vào ngày 24 tháng 9 năm 2021 với tổng vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính. Hơn 2 tháng sau, tháng 12 năm 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và kinh doanh thương mại Bình Minh tăng vốn lên 200 tỷ đồng, đồng thời thay đổi ngành nghề kinh doanh sang kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Ngay khi thông tin trúng thầu, một số đơn vị báo đài đã liên hệ qua điện thoại, theo thông tin đăng ký kinh doanh và một người phụ nữ nhận là giám đốc xác nhận rằng đúng là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và kinh doanh thương mại Bình Minh vừa trúng đấu giá lô đất ở Thủ Thiêm. Tuy nhiên người này sau đó từ chối cung cấp thêm thông tin. Trong khi đó, theo dữ liệu từ tạp chí Việt Times, Bình Minh có mối liên hệ với công ty cổ phần thương mại và dịch vụ du lịch Ba Đình do ông Hoàng Việt Đức làm chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm người đại diện theo pháp luật. Doanh nhân sinh năm 1976, hiện còn đứng tên tại hai công ty mắc xích trong hệ sinh thái đồ sộ của tập đoàn PRG. Cùng với đó, bà Thân Thị Liên, giám đốc thương mại Bình Minh. Theo nguồn tin, là nhân viên kế toán tại một công ty thành viên khác của tập đoàn PRG từ năm 2016 đến nay. Năm 1993, bà Nguyễn Thị Nga thành lập PRG, khởi tạo với ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu. Sau gần 3 thập kỷ, tập đoàn PRG trở thành một công ty đầu tư và hoạt động tập trung chủ yếu các lĩnh vực tài chính ngân hàng và sân góp, bất động sản, khách sạn, nghỉ dưỡng. Tập đoàn PRG với vốn điều lệ là 1.800 tỷ đồng năm 2015 và hiện đang sở hữu rất nhiều bất động sản vàng tại khu vực miền Bắc. Là người phụ nữ dám nghĩ dám làm, bà Nguyễn Thị Nga đã chi hàng triệu đô để thâu tóm khách sạn nghỉ dưỡng hạng sang như khách sạn Hilton Hà Nội Opera, Hilton Garden Inn Hà Nội, Trần Hưng Đạo, khách sạn Sông Duệ Hà Đông. Năm 2016, bà Nga mua lại khách sạn C. Donatus Hà Nội, nay là Diamond West Texas, từ tập đoàn Capenland của Singapore với giá 31,5 triệu đô. Tháng 12 năm 2016, công ty cổ phần khách sạn Thắng Lợi cùng với tập đoàn Hilton Worldwide đã ký kết hợp đồng quản lý tổ hợp hai khách sạn quy mô Hilton Hà Nội Westlake và DoubleTree by Hilton Hà Nội Westlake. Dự án này cũng đánh dấu sự ra đời của hình thức tổ hợp khách sạn tại Việt Nam. Tháng 4 năm 2015, đơn vị thành viên có tập đoàn PRG là công ty cổ phần phát triển TN đã chính thức bắt tay thực hiện khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Hilton Hải Phòng and Residence với tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. Không chỉ ở khu vực phía Bắc, bà Nguyễn Thị Nga cũng thâu tóm các khách sạn lớn nhỏ tại miền Trung và miền Nam như khách sạn Module Hotel Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và khách sạn Asian Hotel tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là đế chế trong lĩnh vực ngân hàng, thủ phủ của những khách sạn đình đám, mà bà Nga còn được xem là bà Hoàng trong lĩnh vực sân golf. Bà Nga
đã định hướng tập đoàn BRG vận hành hàng loạt hệ thống khu tổ hợp golf đẳng cấp như BRG Kings Island Golf Resort, BRG Đà Nẵng Golf Resort, BRG Legan Hill Golf Resort, BRG Ruby Tree Golf Resort, Hải Phòng, tên cũ là Sân Gôn Đồ Sơn, Rishai Golf Resort và dự án quần thể khu biệt thự nghỉ dưỡng BRG Coastal City có tổng diện tích là 350 hectare tại Hải Phòng. Không dừng lại ở các lĩnh vực kể trên, bà Nga còn tiếp tục đầu tư lĩnh vực bất động sản với hàng loạt các dự án như khu căn hộ Oriental Parkway ở Hồ Tây, Oriental Tower ở Tây Sơn, khu căn hộ Oriental Westlake tại 174 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Oriental Garden ở Lê Văn Lương, Oriental Burn ở Hai Bà Trưng, BRG Grand Burnley ở 16 Láng Hạ và nhiều dự án bất động sản lớn nhỏ khác. Tập đoàn BRG do bà Nguyễn Thị Nga làm chủ tịch là một tập đoàn sở hữu rất nhiều sân golf, khách sạn và có khối bất động sản khổng lồ tại Việt Nam. Trong đó, siêu dự án thành phố thông minh Nhật Tân, Hà Nội do tập đoàn BRG làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đô la. Bà Nguyễn Thị Nga từng được tạp chí Forbes vinh danh là một trong ba nữ doanh nhân Việt Nam quyền lực nhất châu Á. Bà Nga đang sở hữu cổ phần lớn trong ngành ngân hàng, nhiều sân golf, dự án bất động sản lớn trên khắp cả nước. Tuy nhiên, giá trị tài sản của bà Nga vẫn còn là một ẩn số.